Bà cả ăn kẹo lên coi gì chứ quay liền. Kêu bà ơi. Bà ăn trước kìa. Mới luôn nha. Đây. Ồ, nhà đẹp quá ta. Gần xong rồi nè, cái này nữa là cái phòng phải không? À, chỗ này là chỗ gì? Nhà bếp hả? Rồi đi làm mẹ đi. Mẹ cái này cái phòng nè. Nè cái phòng đó phải không? Đúng không? À. Phòng. Rồi cái phòng nữa để gì cho mát luôn vậy khỏi dừng á cho. Ờ. À, như vậy hả? Cái này. Ủa cái này cũng là cái phòng luôn hả? Nhiều phòng chứ ta. Này chắc cái ngoài trước. Thôi. Ủa, làm rồi đó. Ok, ok. Đúng, tôi biết cái máy bắn mà, cái máy bắn nó bị lên. Rồi đó. Chào cô. Hết sức là mấy ghé thăm gia đình này, hôm nay gặp cô. Gia đình hôm nay... Cảm ơn nhà hả? Như thế này quá trời mừng. Không nhà mới. Nhà mới hả? Mẹ chồng có làm tiếp cái gì? Gì? Nhà này của tôi mà, chứ đâu phải nhà của nó đâu. Hết chào. Cái gì? Của ai? Sao mẹ nó nhà của mẹ chồng mà sao? Bà bển đó. Bển gì? Nữa ai mà qua đây là hai chồng về bển. Đổi chỗ. Đâu có đâu cho có mình nó bển nè, làm mới bên đây. À, chịu không? Trả cho con ca luôn, cái chữ. À, chữ trận. Cứ hỏi đàng hoàng mà. Ừ. Sao rồi? Hết hồn. Cao. Sao mà nó nổi không? Mấy gì? Rồi. Lực mà ông Lâm còn lực mà. Ủa, nó tính thêm à. Tính thêm vợ nữa được mà. Tính rồi tôi cất cái nhà này rồi tôi cứ vợ cho ông Lâm rồi đó. Rồi. Cứ vợ mới hả? Hả? Đem vợ cũ về cô? Cho đem vợ mới về cứ vợ khác hay là cái nước mẹ ăn nước gì à? Mẹ ăn nước đẹp gái lắm đó. Là vợ lớn của anh Lâm đó ha. Gầu ơi ra, gầu ơi ra. Chim sâu đi đâu? Sâu qua bên kia. Cái gì? Nó lớn rồi coi, nó nhỏ, nó xấu cái gì? Nói gì? Không nghe, nó lớn đi. Nó nói rồi nó dốc. Nó dốc gì đó thiệt, chứ nó dốc gì vậy? Thấy... Chồng nó thiệt. Chồng nó dốc, chồng nó thiệt đó. Chồng nó không nói gì, nó dốc. Nó chồng... Chơ quá, sao chịu mất? Chắc nghe nói tháng chưa tắm không? Gì? Máy lại không mẹ chồng cái đây. Nhìn đi, mẹ chồng đi, mẹ chồng đi. Nè, nè. Đại. Lại không mẹ chồng cái đây. Sao? Nó nghĩ mẹ chồng đi chứ. Không, nó nghĩ là chuyện này là... Cái này là xong luôn á. Đó, nghe chưa? Tụi con biết con đó không? Biết, có bữa ẩm. Ờ, bữa ẩm có gặp rồi. Đẹp trai quá. Quá quậy rồi, tôi cho ở nhà rồi. Ủa, cái thằng nắp gì đó. Đó, mua. Rồi chơi rồi. Đây. Ừ. Sao mặt tiền theo vậy? Buồn quá à, hay mẹ chồng nói gì, buồn hay gì? Mẹ chồng nói là buồn cái gì? Cán kẹo. Cán chịu hả? Cán chịu luôn à. Ai trả? Kỳ gia chồng nói quýnh lộn với Đức hoài à? Ừ. Hai thằng Đức nó về là nó quýnh lộn đó. Hai quýnh ai? Sao quýnh con chồng? Nó quýnh nhỏ đỏ mặt đỏ mãi trên vậy đó. Sao anh nhắm cho ở được không? Ừ. Có không sao quýnh... Sao quýnh cháu? Nghe thằng kêu mẹ đậu hụng con à. Kêu hụng con á. Mà. Chú biết không, nó sáng nó ngủ thức dậy ra cái nó dạy tôi gì nè. À. Con nói ăn con cũng nu á. Nó nói mẹ bà nội đi về bển, bà nội nói gì nè, hỏi nói sao. Bà nội nói thức dậy đi, cuốn quần áo đi về dưới. Nhà này là nhà của tao chứ không phải là nhà của mày. Bà nội nói vậy đó bà nội. Mà chú coi nó bị lớn mà nó nói vậy đó. Cho nên nói thôi con đừng hổn thôi. Bà nội nói vậy á, bà nói nhà này nhà của tao chứ không phải nhà của mày. Coi bà quá hỏng rồi. Khó trị nổi rồi. Khó trị nổi hả? Giờ mình dùng cơm không được, mình dùng nhu đi mua kẹo mua đồ vũ nữa. Cho một ngày nó 20 ngàn. Cho tiền nhóm rồi mua bánh rồi nó ăn. Cho thằng Đức cái nói kêu mẹ đi kêu cho tiền.
chứ khủng, chứ khủng. Rồi sao, sao, sao chị lại? Hai chồng nói vậy là sao? Rồi ở bên kia rồi sao? Bây giờ con đập lớp này nữa đi, cái kéo xích lại này chứ để đập cái chảnh này. Kéo mà kéo rồi. Hả? Kéo xích lại mà kéo. Nói không? Không, không nói. Về đây nè, sao hai chồng nói vậy là sao? Giờ quyết định sao? Ở bên kia luôn hay gì? Đi phải đi chưa ở Dương Long. Vô mát ở dưới mát hơn đây. Nhưng mát hơn phải không? Mát hơn hả? Dương Long dưới là ra. Nhường chỗ này lại cho bà già chồng nha. Ở giờ bà lớn dậy cái gì? Không luôn. Không nhường cho ai. Dưới mát mà cho người ta rước người khác về đây thì không chịu. Căng, đang căng thẳng. Căng thẳng rồi, đang suy nghĩ nè. Trời ơi, ngày qua khóc luôn mà. Tôi nói là khóc luôn á. Khóc luôn hả? Ừ, khóc luôn á. Thôi thôi, có tiền đi, anh không được kiệu đi. Dắt nhà khác hả? À. Có tiền đi. Quá trời, chị lại luôn. Không, bây giờ nói vụ này nè. Mấy người đã quay quay, cái nó lo cho mẹ đi. Đi. Ừ. Nó nói vậy đó. Con quá ha. Nó nói lo cho mẹ đi. Lo cho bà và chồng ha. Cho bà chồng cho ở chứ không thôi, rồi chồng đuổi ra ngoài luôn. Bà trả ăn kẹo lên coi về chứ, có ai lại luôn. Ai trả? À. Mẹ theo kiểu hả? Đầu tiên bà già chồng vậy đó. Hỏi bà chồng đuổi phải rồi. Bà già chồng chồng. Nó kìa. Ừ. Bà chồng đuổi phải rồi. À, em bữa nay. Đó, đòi luôn kìa. Việc một kiểu này cứ đi khám bệnh nha. Bệnh gì mà khám hoài á? Con đập mấy mèo á, cậu. Ngủ không được hả? Sao chị lại? Ngủ không được, ngủ tới 11, 12 giờ trưa không à? Ngủ không được. Mấy ông, bà ông, nhà ông, ông đập ngang cái chú nó luôn đi ông. Coi cho nó dễ dễ đập. Đây. Nhà quay coi sao cái buồn có gì, chị đi chị sao? Cái buồn cái gì? Bà về chồng nói có nhiêu mà buồn gì trời. Hả? Bà nói gì thôi chứ bà có đuổi đâu. Bà nói thiệt không? Bà chồng đứa thiệt không? Cái gì vậy? Thế bệnh. Ngồi thiệt, trẻ tái là thiệt đó. Thuốc người ta khám sẵn gì có thuốc chứ uống cũng không chịu uống. Để hoài đó vậy đó. Hồi xích xích qua với mẹ. Hồi chồng đi. Lỡ nịnh nịnh bà mẹ chồng cái đợi đó. Bà dặn rồi đó. Bây giờ con đâu rồi? Con kia đâu rồi? Không rồi. À, ông mà đâu ông chặt xuống chú cái bà chim đây có được chi được. Thôi vậy chào khán giả nha. À, hẹn khán giả những video tiếp theo, gặp lại chim sau những câu chuyện rất là thú vị nha bà con và khán giả.